Thôi Nếu mà các bạn nói là cô gái này là về người yêu cũ Trịnh Hân Bình thì Hân Bình không có welcome lắm đâu. ví dụ như là anh hoặc là Liz là hai người cũng là người trong giới không, có thể chúng ta sẽ thông cảm với nhau và hiểu là công việc cái hiệu quả là trên hết, nhưng mà lỡ mà mình một trong hai người yêu người ngoài giới thì rất là khó để người ta thấu hiểu cái chuyện trong nghề Thực thì ra cái đối với Thăng Bình nha, Bình không biết là bên bên phía bên kia thế nào, nhưng mà đối với Thăng Bình á, là nếu như mà người bạn gái của Thăng Bình, người bạn gái tiếp theo Thăng Bình đến với cuộc đời của Thăng Bình á, thì chắc chắn là bạn ấy phải thực sự hiểu mình và phải thực sự biết được là mình là một người yêu công việc đến như thế nào. Mình đã dành hết cả thanh xuân của mình, dành hết cả tất cả thời gian và mọi thứ của mình cho cái công ty này của mình. Cho nên là nếu mà họ thực sự yêu mình thì họ không thể nào nở lòng nào mà đạp đổ hết tất cả những cái gì mình đã xây dựng trong khoảng thời gian qua chỉ bằng một cái sự ích kỷ của cá nhân họ. Bình nghĩ như vậy. Còn Bình không biết là bên phía kia như thế nào, tại vì thật ra cá nhân Bình thì Bình nghĩ một người đàn ông nào thì cũng sẽ không có thích bạn gái mình làm việc với một người yêu gọi là người yêu cũ. Thì nên là về cái phần đó thì Văn Bình không có nằm trong cái tầm kiểm soát của mình. Bản thân mình thì mình chỉ biết là mình phải cố gắng làm tốt những cái việc hiện tại và những việc trước mắt để mà giúp cho Lịch Kim Cương có được một cái vị trí vững chắc trong lòng của khán giả thôi. Còn phần còn lại thì duyên số. Vậy thì em đi hỏi anh là bởi vì có câu là tình không như là mơ và đời không như là mơ và tình không như là thơ đó, lỡ anh yêu một cái người không phải là người trong giới nhưng mà là anh đã yêu cắm đầu rồi mà họ thực sự không hiểu được, trong cái trường hợp của anh thì sao, tính sao vậy? Mình nghĩ là nếu như mà cái một con người mà họ đã không hiểu mình thì mình không thể yêu họ được đâu. Mình nghĩ là như vậy luôn, tại vì với Bình á, là một người cũng đã quá trưởng thành và cũng đã từng trải nhiều á, để mình hiểu được, mình biết được cái gọi là cân nhắc được cái gì đúng và cái gì không đúng và cái gì nên và cái gì không nên. Và mình cũng nghĩ là cái người bạn gái mình cũng phải là một người thấu hiểu được chuyện đó. Tại vì Tại không có một người phụ nữ nào mà đi yêu một người đàn ông và muốn là anh ta phải bỏ luôn cả sự nghiệp của anh ta, bỏ luôn cả công ty của anh ta chỉ để yêu mình, thì điều đó là cái điều mà mình nghĩ chắc không không không, không người phụ nữ nào muốn đâu, tại vì đâu có ai muốn yêu một người đàn ông vô dụng, không có sự nghiệp, không có công việc. Vậy có thể nói là Trịnh Thanh Bình trong tình yêu là một người rất là lý trí đúng không ạ? Không phải là người thiên về cảm xúc mà thiên về lý trí nhiều hơn. Mình nghĩ là cái khi mà bắt đầu yêu rồi á, khi mà bắt đầu đến với một mối quan hệ rồi thì mình sẽ dùng toàn bộ cảm tính của mình trong cái mối quan hệ đó, nhưng mà để mà tìm hiểu và bắt đầu thì tất nhiên là mình phải đặt lý trí lên hàng đầu, tại vì mình không còn thời gian để mình đặt cược vào cái tình cảm của mình cũng như là cái niềm tin của mình vào một người mà mình chỉ dùng toàn lý trí không được. Và khi hai người đã từng ở trong mối quan hệ với nhau và đã lùi lại nhưng mà cuối cùng lại gặp nhau trong một cái sản phẩm thì anh có sợ là một số người lại nói là có thể hai người đang dùng chiêu trò hay không? Thật ra đó điều điều mà Thăng Bình cũng lo ngại trước khi ra mắt cái sản phẩm này, nhưng mà sau khi ra mắt sản phẩm này thì cái chất lượng của sản phẩm và cái thành quả của cái sản phẩm đem lại thì nó đã xóa tan hết mọi những cái định kiến trước đó. Thì mình nghĩ là quan trọng vẫn là cái chất lượng của sản phẩm mình ra mắt, nếu mà thật sự là đó là một sản phẩm có chất lượng và có hội tụ đủ những cái yếu tố về chuyên môn tốt và những yếu tố về sự gọi là yêu thích khán giả tốt đó, thì mình nghĩ là những cái định kiến trước đó nó sẽ tan biến hết. Anh từng chia sẻ trong một cái bài báo là anh không muốn khi người ta nhắc tới Liz Kim Cương là bạn gái của Trịnh Thanh Bình, nhưng mà mọi người không thể phủ nhận là từ sau khi kết hợp với anh thì sự nghiệp của Liz Kim Cương tiến bộ hơn rất nhiều. Thì sao Thì ạ? Đường nào thì vẫn là Linh với Trịnh Thanh Bình thôi. nếu mà các bạn nói là cô gái này là về người yêu cũ Trịnh Hân Bình thì Hân Bình không có welcome lắm đâu. Nhưng mà nếu như mà mọi người nói à đây là một thành viên của công ty của Thăng Bình và đã từ công ty của Trịnh Thăng Bình để mình có được vị trí ngày hôm nay, thì đó là cái điều mà Thăng Bình rất là hạnh phúc, tại vì rõ ràng là những cái gì mình đang xây dựng, những cái gì mà mình đó là một cái thành quả, một cái trái ngọt của cả một cái khu vườn mình đã xây dựng bao nhiêu lâu nay, thì mình nghĩ là điều đó nó cũng xứng đáng thôi. Với những khán giả mà người ta đi vòng qua một mối quan hệ mà người ta thực sự muốn giữ nhau lại và làm bạn mà người ta đang loay hoay không biết như thế nào thì gửi rất là nhiều câu hỏi tới anh là anh Bình, anh cho em ba bí kíp cô đọng lại, ba gạch đầu dòng làm sao để tụi em có thể chuyển biến cái mối quan hệ từ tình yêu sang tình bạn một cách mà nó hợp lý nhất. Rồi, cái đầu tiên á là mình phải tự hỏi, cái bí kíp đầu tiên nha, mình phải hỏi là có cần thiết không? Mình có cần thiết phải giữ mối quan hệ đó hay không, hay là đối phương họ có cần thiết phải giữ mối quan hệ đó hay không? Nếu như mà cả hai đều thống nhất là cần thiết giữ mối quan hệ đó thì cái chuyện thứ hai là
cái sự tôn trọng. Ừ. Cái sự tôn trọng là cái điều mà nó quá cần thiết cho một mối quan hệ, bất cứ mối quan hệ tình bạn, tình yêu, đồng nghiệp hay là bất cứ mối quan hệ cộng sự nào đó, thì cái sự tôn trọng nó luôn luôn được ưu tiên. Và cái thứ ba là cái mở lòng. Mở lòng có nghĩa là chúng ta phải nói ra hết tất cả những gì chúng ta nghĩ trong khoảng thời gian đó. Đối phương cũng vậy, để khi mình mở lòng ra thì đối phương có chấp nhận được những cái suy nghĩ của mình lúc đó hay không. Tại vì thật ra đa số tất cả mối quan hệ mà khi mà chúng ta phải dừng một quan hệ nào đó, mà thậm chí là không giận đến nỗi không thể gặp mặt, nhìn mặt nhau, hay là không thể nói chuyện được với nhau, thì do là vì những cái khúc mắc, những cái mâu thuẫn mà không thể giải quyết được. Thì mình nghĩ là không có mâu thuẫn là không dễ giải quyết được nếu mà chúng ta không kết nối, không biết nói ra. Chỉ là chúng ta chưa biết thể hiện ra, và chúng ta truyền tải sai cái thông điệp, cái suy nghĩ của mình để khiến đối phương có một cái suy nghĩ khác về mình thôi. Thì mình nghĩ là nên phải cởi mở và mở lòng ra để nói hết những cái gì suy nghĩ của mình.